kia giấy văn, kết bài nâng cao, vợ nhặt, ngữ văn lớp 12. Về mặt nội dung của vợ nhặt, thông qua tác phẩm, nhà văn đã phản ánh và trân trọng những con người bần cùng, lương thiện trong hoàn cảnh đói kém, khủng khiếp do bè lũ thực dân và phát xít gây ra. Họ đã cưu mang, yêu thương, đùm bọc lấy nhau, nương tựa vào nhau, dành cho nhau hạnh phúc và không thôi niềm khao khát hạnh phúc gia đình, niềm tin bất diệt vào cuộc sống và tương lai, không đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Như Kim Lân đã từng tâm sự về tác phẩm rằng: tôi muốn cho độc giả thấy dù ở hoàn cảnh thế nào đi nữa thì tình người vẫn vượt lên trên tất cả. Có tình người là có cuộc sống, có tình người là có hy vọng vào tương lai. Tác phẩm có giá trị hiện thực sâu sắc, có giá trị nhân đạo cao cả, xứng đáng là truyện ngắn xuất sắc nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Có nhà nghiên cứu văn học đã xếp vợ nhặt vào loại gần như thần bút. Về nghệ thuật của tác phẩm, nhà văn xây dựng được một tình huống chuyện độc đáo, một tình huống lạ, éo le, khó tin nhưng lại rất thật, gây ngạc nhiên cho mọi người. Xây dựng tình huống độc đáo như vậy chính là cơ sở để nhà văn khắc họa tính cách của từng nhân vật, phác họa lên được bức tranh về hiện thực nạn đói khủng khiếp năm 1945, đề cao những phẩm chất tốt đẹp của người nông dân với những con người sống bên cạnh cái đói, cái chết, nhưng vẫn hướng đến cuộc sống, hướng tới tương lai, cưu mang, yêu thương nhau bằng một tình người rất ấm. Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn, cách dẫn dắt giản dị và chặt chẽ. Mở đầu là bức tranh nạn đói, tiếp đến là hình ảnh anh chàng đưa vợ nhặt về nhà. Sau đó là sự hồi tưởng của chàng về việc nhặt được vợ, rồi mạch chuyện chảy xuôi cho đến hết tác phẩm. Nhà văn trần thuật thông qua đối thoại giữa các nhân vật, từ đó tạo ra những đoạn đối thoại sinh động. Chúng ta có thể chứng minh bằng rất nhiều những cuộc đối thoại, đặc biệt là thị và chàng. Nghệ thuật dựng cảnh hết sức chân thực, cảnh người đàn bà được ăn bánh đúc, chàng dẫn người vợ về, tất cả đã làm nên thành công của vợ nhặt, một trong số những tác phẩm được gọi là kỳ bút của văn học Việt Nam ở thể loại truyện ngắn.